Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri hé lộ bí mật về vận số của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 5 năm tới. Từ 43 đến 47 tuổi, cấm ba điều này, tránh được tai ương, đắc lộc hưng vượng, giàu sang phú quý đến hết đời. Nhâm Tuất mạng thủy số này, nước ở biển lớn chảy hoài chẳng thôi, tuổi nàng hợp số thu đông, ấy mùa vượng phát ở không ăn hoài, gỡ sinh tuất sửu thìn mùi dần mão. 6 tháng đắng cay vô ngần, số này bị nạn nhiều lần, cũng may nhờ có Phật trời độ qua, số nàng phải giữ phải kiêng, sợ e nạn có tật nguyền chẳng sai, vào phần chơi với bạn bè, thương người giúp đỡ thế mà phản ta, tiền vận phải chịu lênh đênh. Nhà cửa tay có thế mà cũng tiêu, hậu vận mới được tụ tài, lập nên cơ nghiệp ở thời bền lâu. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, cái như trâu như ngựa, mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đã vậy. Đến khi bước ra ngoài xã hội họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành, nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trang lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, nếu nghe hết lời luận dài này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Nhâm Tuất trong 5 năm tới, từ 43 đến 47 tuổi, tránh ba điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Nhâm Tuất sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Sinh vào năm 1982, những người mang mệnh thủy, nạp âm đại hải thủy, tượng trưng cho dòng nước mênh mông, cuồng mãnh, là nạp âm nổi bật nhất trong ngũ hành thủy. Sức mạnh to lớn và sự dũng mãnh của đại hải thủy ẩn chứa trong con người họ, hứa hẹn đưa họ đến những thành công vang dội và danh tiếng lẫy lừng. Nhâm thuộc hành thủy và tuất hành thổ, trong đó thủy và thổ có mối quan hệ tương khắc nhau. Vì vậy, người tuổi Nhâm Tuất thường gặp rủi ro, bất chắc và kém may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Tuy nhiên, những trở ngại này sẽ trở thành hạt đậu khi họ biết dũng cảm đương đầu với mọi thử thách. Người sinh năm 1982 là tuổi con chó. Năm sinh dương lịch được tính từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến ngày 12 tháng 2 năm 1983, năm âm lịch là Nhâm Tuất. Thiên can Nhâm tương hợp với can Đinh, tương hình với can Bính, Mậu. Địa chi Tuất thuộc nhóm tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất, tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Theo mối quan hệ tương sinh, thì thủy sinh mộc, các màu sắc thuộc hành thủy như màu vàng, cam, sẽ tương sinh với người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Những màu sắc này đem lại cho bản mệnh vượng khí, giúp cho bạn có được cuộc sống hòa thuận, được mọi người tin tưởng, yêu mến và có được sự thăng tiến trong công việc. Ngoài hai màu trên, màu xanh lá cây và màu gỗ cũng rất hợp với người tuổi này, vì nó mang bản chất của mệnh mộc. Hai màu này sẽ đem lại sự thuận lợi và thành công trong công việc cho những người tuổi Tuất. Bên cạnh đó, việc chọn con số may mắn có thể mang tới cho mệnh chủ phúc lộc và sự thịnh vượng. Theo đó, nam mệnh tuổi Nhâm Tuất hợp với các con số là 1, 3, 4 và nữ thì hợp với các số 2, 5, 8, 9. Bên cạnh đó, việc chọn tuổi để làm ăn là rất quan trọng, dựa vào ngũ hành. Thiên can địa chi, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 phù hợp với các tuổi sau. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977,
tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Những người tuổi Nhâm Tuất là những người rất nhạy cảm, họ là mẫu người sống khá cảm xúc. Dường như mọi bộ phận của họ đang được trang bị radar để quan sát mọi thứ xung quanh vậy. Tất cả những gì nhìn thấy, lắng nghe, cảm nhận đều ảnh hưởng sâu sắc đến họ. Mặc dù dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, nhưng họ vẫn luôn ý thức việc làm chủ cuộc sống của chính mình. Họ có thể xử lý mọi thứ với thái độ nghiêm túc. Những người tuổi này thường tìm thấy con người mình khi họ thực hiện những kế hoạch phức tạp, khó khăn. Bằng sự thông thái của mình, họ có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và hài hòa. Người tuổi Nhâm Tuất là những người thích cho đi, họ yêu thương, quan tâm tới mọi người bằng sự chân thành, thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè. Khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác. Họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Cùng danh tuổi Nhâm Tuất, với sự nhạy cảm sẵn có, người tuổi này và thường áp dụng chúng trong việc sáng tạo, trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ muốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Họ có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là tuổi Nhâm Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết. Những người này còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thật sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Hôn nhân tuổi Nhâm Tuất. Người tuổi Nhâm Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Với tính cách tuổi này, nếu là đàn ông, họ là những người hay thay đổi, không chỉ có sở thích không ổn định mà họ cũng rất dễ rung động trước tình cảm của người khác giới. Phụ nữ tuổi này thích những chàng trai có khí chất nghệ sĩ, một khi đã yêu họ sẽ yêu hết lòng và không hề hối tiếc về bất kỳ điều gì. Người tuổi Nhâm Tuất sẽ rất hạnh phúc bên người tuổi Mão, người tuổi Thìn cũng sẽ là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn. Cùng nhìn lại diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Từ 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi, năm này bạn có nhiều lo buồn cho số phận, năm tình cảm có uẩn khúc đau lòng. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, tài lộc dồi dào, tình cảm vượng phát. Năm 23 và 24 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp về việc làm ăn, cũng như về tài lộc. Năm 25 tuổi, khá được việc, có thể làm ăn gặp nhiều may mắn. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi, năm xấu, không được tốt lắm về đường tài lộc, cũng như về việc làm ăn. Năm 27 và 28 tuổi, năm này cẩn thận việc giao dịch hay đi xa, có thể làm ăn nhỏ được. Năm 29 và 30 tuổi, năm này không được tốt, bổn mạng có phần yếu kém. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, không được hay đẹp lắm, tài lộc khiếm khuyết, việc làm ăn có phần khó khăn, nên nhịn nhục thì tốt. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm này nên cẩn thận sẽ có đau bệnh, hay gặp cảnh bực mình. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này khá tốt đẹp, có hoạch tài. Từ 36 đến 40 tuổi, thời gian này việc làm ăn bình thường, gia đình yên ấm, không việc gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, coi chừng có bệnh đại nạn. Từ 41 đến 43 tuổi, năm 41 tuổi, được khá tốt, 42 tuổi, được trung bình, 43 tuổi, năm này kỵ đi xa. Về công danh, sự nghiệp. Trong công việc, họ cháy hết mình với đam mê, dù gặp khó khăn, thử thách, tuổi Nhâm Tuất không bao giờ sợ hãi, lùi bước. Ngược lại càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy những lúc gặp phải gian nan, khó khăn, tuổi Nhâm Tuất nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Cuộc đời tuổi Nhâm Tuất thời trẻ diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi, có thăng có trầm. Nhâm Tuất cũng đã có lúc đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng do tính tình nóng vội,
bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi, khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có, nên thời trẻ họ thường khó có được sự nghiệp ổn định. Khi trưởng thành, tuổi Nhâm Tuất mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh, họ nhiệt huyết hơn, nghị lực hơn. Mặt khác, Nhâm Tuất cũng đối xử tốt và chân thành với mọi người. Nhờ vậy mà càng về sau họ càng được nhiều người yêu quý, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giúp đỡ họ trong công việc. Nhờ sự chân thành mà trời cũng ban cho họ những cơ hội mới để phát triển, xây dựng sự nghiệp vững chắc, thành công ở độ tuổi 40 trở ra. Thời kỳ hoàng kim nhất của con giáp này là từ 43 đến 47 tuổi, sự nghiệp sẽ thăng hoa bùng nổ, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, đầu tư một thu lời 10, nhận về nhiều thành quả khiến ai cũng nổ mắt ghen tị. Cả cuộc đời con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, về già có thể an nhàn, thành thơi. Về phương diện tài lộc, theo luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất, cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc. Tuy thời trẻ vất vả đôi chút, nhưng nhờ sự nỗ lực trong công việc nên không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Từ trung vận trở đi, người tuổi Nhâm Tuất có số may mắn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ ùn chảy về túi, hậu vận rất an nhàn sung túc. Trong suốt cuộc đời Nhâm Tuất, họ rất tích cực làm việc và có nhiều mối quan hệ xã giao rộng khắp nên đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, cũng không ít thất bại do nóng vội chủ quan mà dẫn đến sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán. Nếu con giáp này kịp thời sửa chữa, nắm chắc thời cơ, thành công, tiền tài sẽ ở ngay trước mắt họ. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bạn phải kiên định giữ chính kiến của mình, đừng nghe lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ, phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý, có vậy mới có được thành công. Đặc biệt là từ sau 43 tuổi, nguồn thu nhập của Nhâm Tuất sẽ được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Nhâm Tuất làm ăn kinh doanh, thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này, chỉ cần Nhâm Tuất thực sự cần cù, siêng năng, hết mình vì công việc, thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Nhâm Tuất rồi đấy. Về phương diện tình cảm gia đạo Nhâm Tuất 1982, đối với con giáp tuổi Nhâm Tuất, không gì quan trọng bằng gia đình. Vì vậy tuổi Nhâm Tuất dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Nhâm Tuất sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo suy nghĩ. Đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết, người tuổi Nhâm Tuất sẽ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi được mọi người xung quanh sống trong vui vẻ, hòa bình. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất dịu dàng, đoan trang đúng như mẫu người chuẩn mực của xã hội. Họ luôn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ với tình yêu thương con vô bờ. Khi kết hôn, những người này thường có cuộc sống hôn nhân gia đình rất hạnh phúc. Đàn ông tuổi Nhâm Tuất thích những cô nàng có chung sở thích, tính cách giống mình. Họ coi trọng sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ dài lâu. Đàn ông Nhâm Tuất là người chu đáo, quan tâm yêu thương lo lắng cho gia đình và cũng là trụ cột của gia đình. Gia đạo của những người tuổi Nhâm Tuất được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Tuy nhiên trong cuộc đời khó tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn trong gia đình, giữa anh em, con cái với nhau, hay quan hệ ngoài xã hội gặp khúc mắc, tranh luận gay gắt khiến ta quay cuồng, áp lực. Nhưng nếu Nhâm Tuất luôn giữ được bình tĩnh, dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ được tốt đẹp. Cuộc đời vốn dĩ là vậy, buồn vui đan xen, sướng khổ trộn lẫn. Nhưng nhìn tổng quan Nhâm Tuất trong cuộc đời vẫn có được sự nghiệp, tình duyên, gia đạo được êm ấm, nhiều bất ngờ may mắn, về già được sống an nhàn thành thơi. Về phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tuất 1982, trong cuộc đời tuổi Nhâm Tuất được ông tử vi độ mạng ban cho sức khỏe và sự bình an, có nạn cũng may mắn vượt qua được. Từ trung vận sức khỏe có phần sụt giảm, nhưng nghỉ ngơi tập luyện sẽ cải thiện và hồi phục nhanh chóng. Hậu vận an nhàn hưởng lộc con cháu, sống thọ lâu dài, từ 72 đến 85 tuổi. Đặc biệt nếu ăn ở hiền hòa, làm việc phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão. Người tuổi Nhâm Tuất ngũ hành thuộc mộc, người mệnh một sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Hơn nữa, Nhâm Tuất tính cách nóng nảy dễ vì kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi sự, bởi nóng giận hại gan sẽ làm sức khỏe Nhâm Tuất nhanh chóng giảm sút.
việc tích cực lạc quan, yêu đời là rất cần thiết cho anh chị ở giai đoạn này. Nếu cuộc sống có thể vô ưu, vô lo thì còn gì bằng, nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay quá nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Nhâm Tuất thay vì vậy, hãy tìm cho mình niềm vui thích riêng, tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch với gia đình hay là bữa ăn đông vui cùng con cháu. Tham gia một số câu lạc bộ với sở thích của mình cũng giúp cuộc sống đa màu muôn vẻ hơn quý vị nhé. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Nhâm Tuất 1982 theo tháng sinh âm lịch. 1. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng Giêng. Sinh vào tiết Tân Xuân, những người tuổi Nhâm Tuất tháng Giêng mang tâm hồn mềm mỏng, đề cao tình cảm, nhìn chung cuộc đời họ khá bình an, ít gặp sóng gió lớn. Tuy nhiên, thời niên thiếu có thể gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực để cải thiện số mệnh, sức khỏe dồi dào, bản tính chân thành. Họ có khả năng tự lập gây dựng cơ nghiệp, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với những người có sẵn nền tảng vững chắc, được cha mẹ che chở. Họ không có nhiều tham vọng, chỉ mong cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng, các công việc phù hợp bao gồm giáo viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Trong chuyện tình cảm, cả nam và nữ tuổi Nhâm Tuất tháng Giêng đều rất nghiêm túc. Họ yêu thích sự nhẹ nhàng, êm ái, không ưa chuộng những mối tình nồng nhiệt, là người truyền thống. Họ chờ đợi thời điểm thích hợp mới bắt đầu theo đuổi tình yêu. Tuy nhiên, sự tinh tế trong nhận biết tình cảm của đối phương còn hạn chế. Nếu yêu người bằng tuổi, dễ xảy ra mâu thuẫn. Nữ mệnh hợp duyên với người tuổi Sửu sinh tháng 4 âm lịch hoặc tuổi Mùi sinh tháng Giêng, nam mệnh nên chọn bạn đời tuổi Thìn hoặc tuổi Dậu sinh tháng 10 âm lịch. 2. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm là tiết Kinh Chập. Những người này thường có tinh thần gan dạ và dũng cảm, luôn sẵn lòng thực hiện những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ có thể bị cho là tự cao, tự đại và thiếu sự quan tâm đến người khác. Mặc dù, có khi họ có xu hướng bắt nạt và ức hiếp người khác để làm vui lòng bản thân, thích nịnh bợ và hướng mọi việc về lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, họ là những người hướng ngoại, luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu của mình. Họ sống lạc quan, thường được nhiều người yêu quý và giúp đỡ, và có mối quan hệ tốt. Sự nhạy bén và trực giác của họ là vũ khí quan trọng giúp họ đạt được thành công. Những người này thường nhận được sự ủng hộ từ những người quý trọng và con đường trước mắt thường rộng mở và thuận lợi. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể trở nên chủ quan và khinh địch, gây ra những thất bại cho bản thân. Họ có thể quá tin tưởng người khác và thiếu kế hoạch rõ ràng cho những công việc cần làm, dẫn đến thất bại dù đã bỏ ra nhiều công sức trước đó. Trong chuyện tình duyên, phụ nữ sinh vào tháng 2 âm thường hợp với đàn ông sinh vào tháng 5 âm tuổi Dần hoặc tháng 6 âm tuổi Ngọ. Nam giới sinh vào tháng này thường hợp với phụ nữ sinh vào tháng Chạp. 3. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh. Họ được biết đến là những người thông minh, sở hữu ngoại hình quyến rũ và nhiều tài năng. Cuộc sống của họ thường tràn đầy hạnh phúc và tự do. Những người tuổi này có tài năng và khả năng kiếm tiền tốt, nhưng cũng có thể có tính cách nóng nảy, dễ gây mất lòng người khác. Họ thường phải tự lực cánh sinh và dựa vào năng lực của bản thân. Họ thích sử dụng trí óc để làm việc và thường được sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân, giúp cho sự nghiệp của họ thuận lợi hơn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 3 âm có khả năng phân biệt rõ ràng giữa lý tưởng và hiện thực, không sống trong mơ mộng. Họ có khả năng về văn hóa và nghệ thuật, đồng thời rất nhiệt tình với bạn bè. Công việc phù hợp cho họ có thể làm kiến trúc sư hoặc các công việc trong ngành dịch vụ. Trong chuyện tình duyên, phụ nữ sinh vào tháng 3 âm nên chọn bạn đời là những người đàn ông tích cực, dám nghĩ dám làm, như là người tuổi Tý sinh vào tháng 8 âm hoặc tuổi Mùi sinh vào tháng 10 âm. Nam giới thì tốt nhất là nên lựa chọn phụ nữ có tính cách đảm đang, có thể là người tuổi Mão sinh vào tháng 10 âm hoặc tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng. 4. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này có các tinh tử vi chiếu mệnh. Họ được cho là những người đại phú đại quý. Cuộc sống của họ thường yên bình, không phải lo lắng về việc thiếu thốn. Mặc dù không thể nói là có nhiều tham vọng hoặc chí hướng lớn, họ đều mong muốn một cuộc sống ổn định và bình yên. Dù di sản của tổ tiên không phải là lớn lao, nhưng sự yêu thương từ gia đình và sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân giúp cho cuộc sống của họ trở nên thoải mái. Tính cách của những người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 4 âm khá hòa nhã và chân thành. Họ không phải trải qua nhiều biến động lớn trong cuộc đời. Họ thích thảo luận về đạo lý và thường tìm kiếm kiến thức, có sự tự tin cao. Họ cũng khá hoạt bát trong giao tiếp, biết cách nói chuyện để làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Phụ nữ sinh vào tháng này thường hợp với đàn ông có kinh nghiệm sâu rộng trong cuộc sống và hiểu biết về nhân tình, đặc biệt là người tuổi Sửu sinh vào tháng 2 âm hoặc tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng. Nam mệnh nên chọn vợ là người đảm đang, chăm chỉ, có thể là phụ nữ tuổi Sửu sinh vào tháng 10 âm hoặc tuổi Thìn sinh vào tháng 7 âm. 5. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết Mang trùng,
người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Họ thường là những người thẳng thắn, chăm chỉ và đam mê công việc. Họ thích học hỏi và có kiến thức rộng lớn, không bao giờ làm những điều không đạo đức vì lợi ích cá nhân. Với một gia đình có điều kiện từ nhỏ, cuộc sống của họ thường rất thuận lợi và thành công trong sự nghiệp vào độ tuổi trung niên, cũng như tài lộc dồi dào. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng năm âm có tinh thần linh hoạt, thân thiện và chân thành với mọi người. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, họ cũng là những người giỏi ăn nói, biết cách sử dụng lời nói để nịnh bợ và tạo lập mối quan hệ có lợi cho bản thân. Mặc dù thường trông thấy họ tươi cười, nhưng tâm tư của họ thường sâu xa và khó đoán. Họ không phù hợp làm lãnh đạo, nhưng thích hợp với các vị trí thư ký hoặc công việc có tính chất góp ý cho sếp. Nam mệnh thường là người truyền thống và gia đình, do đó thường hợp với phụ nữ nhân từ, không có chính kiến hoặc biết nhường nhịn người khác, như là phụ nữ tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 6 âm, hoặc tuổi Ngọ sinh vào tháng 4 hoặc tháng 10 âm. Phụ nữ tuổi này nên lựa chọn đàn ông tuổi Thìn sinh vào tháng 4 âm hoặc tuổi Hợi sinh vào tháng Chạp để có một hôn nhân với số phận thuận lợi. 6. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, so với những người khác, bước khởi đầu trong đời của tuổi Nhâm Tuất tháng 6 âm so với những người khác bước vào tháng 6 âm lịch thường khá thuận lợi. Họ thường được ưu ái từ trên và được nhận nhiều trọng trách lớn, tuy họ dám nghĩ dám làm, có lý tưởng và chí hướng, nhưng nếu trở nên tự cao tự đại và thiếu sự khiêm nhường, họ có thể đánh mất cơ hội phát triển của mình. Họ thường ham xê dịch, yêu thích du lịch và cuộc sống hào nhoáng, dẫn đến việc chi tiêu thiếu kiểm soát và dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Mặc dù có nhiều bạn bè, nhưng ít có mối quan hệ thân thiết, họ tỏ ra tự trọng và hiếm khi vay mượn, cũng không tích lũy được nhiều. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 6 âm thường hợp với đàn ông tuổi Sửu sinh vào tháng Giêng hoặc tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 5 âm. Nam mệnh nên tìm kiếm hạnh phúc gia đình với phụ nữ tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm hoặc tuổi Thìn sinh vào tháng Giêng. 7. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm trùng với tiết Lập Thu, có dịch Mã động tinh chiếu mạnh, tiền bạc không thiếu nhưng phải bôn ba khắt trốn. Những người này thường không cương quyết hoặc nhu nhược, không có ý đồ xấu trong mọi hành động, nhưng không nhận được sự hỗ trợ nhiều từ gia đình, tiền bạc không đến dễ dàng, họ phải làm việc chăm chỉ để xây dựng sự nghiệp. Đến tuổi trung niên, họ sẽ thấy thỏa mãn, và khi đến 40 tuổi, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn, cuộc sống ổn định và tài lộc không phải lo lắng. Họ có tài và trí, không bao giờ khuất phục trước khó khăn và thường được đánh giá cao ở mọi nơi. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 7 âm thường không giữ bí mật được, trong khi nam mệnh thì thường là người hiền lành, vui vẻ, nhưng đa sầu đa cảm, khó tìm được mối quan hệ lâu dài do thiếu kiên nhẫn. Người đàn ông tuổi Nhâm Tuất nên cân nhắc kết hôn với phụ nữ tuổi Thìn sinh vào tháng 3 âm, trong khi phụ nữ nên chọn người đàn ông tuổi Dần sinh vào tháng 3 âm. 8. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 8 âm trùng với tiết Bạch Lộ, được xem là thời điểm mà người tuổi Nhâm Tuất sinh vào đó có trí tuệ sáng dạ, tài năng vượt trội và được nhiều người ngưỡng mộ. Sự giúp đỡ từ cha mẹ và quý nhân làm cho họ có một hành trình tương lai thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp của họ thường phát triển nhanh chóng và tài lộc thường dồi dào, không bao giờ phải lo lắng về túng thiếu. Nếu họ theo đuổi sự nghiệp trong chính trị, họ có thể đạt được vị trí cao và ổn định. Tuy nhiên, tính cách của họ có thể hơi bốc đồng và dễ bị kích động, đôi khi làm những việc mà hậu quả không suy nghĩ trước. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Họ thường sống một cách lý trí và khắt khe với người khác, thường lập kế hoạch trước khi hành động và thích làm công việc hậu cần. Tuy nhiên, họ có thể tính toán quá nhiều và thiếu quyết đoán và dũng khí, dẫn đến thất bại khi đối mặt với những thách thức. Theo tử vi, người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này thường dễ nản lòng khi gặp khó khăn và không có ý chí tiếp tục chiến đấu. Mặc dù có nhược điểm, nhưng nhờ tính cẩn trọng và tỉ mỉ, họ có thể đảo ngược tình thế và được nhiều người yêu quý. Trong chuyện tình duyên, phụ nữ tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 8 âm lịch nên chọn người có tầm nhìn bao quát, rộng lượng, và người tuổi Mão sinh vào tháng 11 âm hoặc tuổi Ngọ sinh vào tháng 4 âm là sự lựa chọn tốt nhất. Đối với nam mệnh, chọn vợ là người thông minh, biết làm việc, có thể là phụ nữ tuổi Tý sinh vào tháng 3 âm hoặc tuổi Ngọ sinh vào tháng 12 âm sẽ phù hợp nhất. 9. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, con giáp này được hoa cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào, họ thường có tính cách cương nghị, quyết đoán và tài năng vượt trội hơn người, có lý tưởng và chí hướng rõ ràng. Nhờ sự giúp đỡ từ quý nhân, nếu theo đuổi sự nghiệp trong quan trường, họ có thể đạt được thành công lớn. Tuy nhiên, tính cách cứng đầu của họ có thể khiến họ mắc phải những sai lầm lớn trong công việc. Họ sống một cuộc đời thanh bạch, không quan tâm đến tiền bạc, và mặc dù có vị trí cao, họ không khoe khoang và không sở hữu nhiều tài sản.
họ thích làm công việc nghiên cứu và đầu tư. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 9 âm thường có tư duy mở cửa, thích khám phá những điều mới mẻ, nhưng không giỏi trong việc giao tiếp. Họ thường không giữ lại cảm xúc và dễ đắc tội với người khác. Nếu sinh vào tháng này trong năm, họ có thể dễ bị cuốn vào chuyện uống rượu, nhưng vẫn biết giữ mình. Họ có trí nhớ tốt và hiếm khi quên điều gì. Nam mệnh nên chọn vợ là người có suy nghĩ tính toán, có thể là phụ nữ tuổi Dần sinh vào tháng 10 âm hoặc tuổi Tỵ sinh vào tháng 7 âm. Phụ nữ nên chọn chồng là người biết tôn trọng người khác, nên là nam tuổi Ngọ sinh vào tháng Chạp hoặc tuổi Mùi sinh vào tháng 9 âm. 10. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi Nhâm Tuất có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mặc dù có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng họ thường không biết cách quản lý tài chính. Với khả năng giao tiếp xuất sắc, họ thường phân biệt được người bạn tốt và người xấu, và thường được ngưỡng mộ vì tinh thần hành động của mình. Mặc dù không phải là một vận mệnh đến mức hoàn hảo, nhưng từ khi còn trẻ, họ thường đã nổi tiếng. Theo tử vi, phụ nữ sinh vào tháng này thường rất đào hoa và thu hút sự quan tâm từ người khác. Tuy nhiên, họ có thể bị hiểu lầm là quá lo lắng về tiền bạc. Điều này có thể gây ra những xung đột trong mối quan hệ. Trong cuộc sống hàng ngày, họ thường giản dị và không quá quan trọng về vật chất. Mặc dù vậy, họ có một tư duy cao và có khí chất lãnh đạo, khiến cho họ trở nên nổi bật giữa đám đông. Thường thì đối tác hôn nhân của họ cũng xuất thân từ gia đình danh giá. Phụ nữ nên kết hôn với nam tuổi Tỵ sinh vào tháng Giêng hoặc tuổi Dậu sinh vào tháng Chạp. Đối với nam mệnh lựa chọn vợ nên là người vui vẻ và thực tế, có thể là phụ nữ tuổi Tỵ sinh vào tháng 7 âm hoặc tuổi Dậu sinh vào tháng 10 âm. 11. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trùng với tiết đại tuyết, những người tuổi Nhâm Tuất sinh vào thời điểm này thường được mô tả là nóng nảy, nhanh nhẹn trong lời nói và có tài năng thực sự. Họ không sợ đối mặt với quyền lực và thường là những người rộng lượng và bao dung. Mặc dù có tài năng, nhưng tài lộc của họ thường không nhiều. Họ thường không nhận được sự giúp đỡ nhiều từ gia đình và phải tự mình vực dậy sự nghiệp. Thường thì ở tuổi 27 đến 28, họ gặp nhiều may mắn nhưng cũng có thể đối mặt với những thách thức nguy hiểm. Khi đến tuổi 49, họ có nhiều hoài bão và có khả năng quan sát tốt. Điều này là một ưu điểm nhưng cũng có thể là một nhược điểm. Trong mối quan hệ, họ dễ phát sinh ghen tuông và xích mích do thiếu quyết đoán và sự chín chắn. Nam mệnh thường thích phụ nữ vui vẻ và ngây thơ, nên chọn vợ là phụ nữ tuổi Tý sinh vào tháng Chạp hoặc tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 10 âm. Nữ mệnh nên lấy nam tuổi Ngọ sinh tháng 8 âm hoặc tuổi Hợi sinh tháng 3 âm. 12. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết tiểu hàn, những người tuổi Nhâm Tuất sinh vào thời điểm này thường được miêu tả là mệnh vinh hoa và phú quý, hưởng trọn vẹn mọi hạnh phúc trong cuộc sống. Với sự ủng hộ từ cha mẹ và sự phù trợ từ những người quý nhân, mỗi thành viên trong gia đình đều xuất sắc, làm cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải vật lộn quá nhiều. Tuy vậy, điều này không làm cho họ trở nên ỷ lại. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Và trước khi đến tuổi 40, họ đã có danh tiếng ở khắp nơi và tài lộc phú quý. Trong tình yêu, chỉ cần họ xác định được mục tiêu, họ sẽ cống hiến hết mình và dễ dàng rơi vào tình yêu mù quáng, đánh mất lý trí. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng 12 âm nên chọn người có tương xứng với gia cảnh của mình, và nam mệnh thường hợp với phụ nữ tuổi Ngọ sinh vào tháng 8 âm. Quý vị thân mến, nếu nhìn vào mệnh thạch lựu mộc của những người sinh năm 1982, ta thấy họ mang trong mình bản tính thông minh và sáng dạ, nhưng cũng thường gặp phải nhiều thách thức trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thuộc mệnh thạch lựu mộc, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Nhâm Tuất có thể áp dụng một số cách sau. 1. Chọn hướng nhà và hướng làm việc hợp phong thủy. Hướng nhà, nên chọn nhà ở hướng Tây Bắc hoặc Tây, thuộc mệnh kim tương sinh với bản mệnh thổ của người tuổi Nhâm Tuất, tránh những hướng thuộc Tây Tứ Trạch như Nam, Đông Nam, Bắc và Đông Bắc. Hướng làm việc, nữ Nhâm Tuất nên chọn hướng Tây, sinh khí để đón thần tài, mang lại may mắn, phú quý trong công việc. Nam Nhâm Tuất nên chọn hướng Tây Bắc, phúc đức, để gia tăng tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp. 2. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Bàn thờ thần tài, nên đặt bàn thờ thần tài ở hướng Tây Bắc hoặc Tây của nhà, lưu ý bài trí đầy đủ, đúng cách để thu hút tài lộc. Tượng Phật Di Lặc biểu tượng cho sự may mắn, sung túc, nên đặt ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Thiếc vàng mang ý nghĩa tiền tài, may mắn, có thể đặt ở ví tiền, két sắt hoặc bàn làm việc. Đá phong thủy, mỗi mệnh có các loại đá hợp khác nhau,
nên chọn đá phù hợp với bản mệnh để thu hút tài lộc. 3. Nuôi vật phong thủy. Cá, cá tượng trưng cho sự dư giả, sung túc nên nuôi cá cảnh trong nhà, đặc biệt là cá chép vàng, cá rồng. Chim, chim hót mang lại năng lượng tích cực, may mắn cho gia chủ nên nuôi chim cảnh trong nhà. 4. Luôn giữ tâm trạng tích cực, làm việc thiện, giữ cho tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực sẽ thu hút năng lượng tốt, từ đó mang lại may mắn, tài lộc, thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ tạo phúc đức, mang lại nhiều may mắn cho bản thân. 5. Một số lưu ý khác. Tránh đặt gương soi đối diện giường ngủ, cửa ra vào, giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ để tạo vượng khí, trồng cây xanh trong nhà để mang lại sinh khí tốt, hạn chế sát sinh, cờ bạc, rượu chè. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.